Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Những bí mật ở các công trình nổi tiếng thế giới đến 90% số người không biết. Nghe tên thì không còn xa lạ, nhưng bạn có thể hiểu hết những bí ẩn sâu xa của các công trình nổi tiếng thế giới này. Nhắc đến các công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, những cái tên như là tháp Eiffel, tượng nhân sư ở Ai Cập hay tượng nữ thần tự do chắc chắn nhiều người cũng không còn thấy xa lạ. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu hết những bí ẩn sâu xa của những công trình này. Một tầng trên cùng của tháp Eiffel dùng để làm gì? Rất nhiều người từng tham quan hay tìm hiểu về công trình kiến trúc nổi tiếng này, thế nhưng họ vẫn rất ngỡ ngàng khi được hỏi về căn phòng bí mật tầng cao nhất trên đỉnh tháp, và chủ nhân của căn phòng không ai khác chính là kiến trúc sư Gustave Eiffel. Ông đã xây dựng một căn phòng đầy đủ tiện nghi như là ghế sofa, nhà bếp, nhà tắm, hai phòng ngủ, một góc nhìn hoàn hảo xuống thành phố Paris cho riêng mình. Được biết, ông đã từng trò chuyện với Thomas Edison tại căn phòng bí mật này. 2. Sợi xích đứt dưới chân tượng nữ thần tự do. Công trình nổi tiếng này được biết đến như là món quà người Pháp tặng cho nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của nước Mỹ. Bức tượng với hình ảnh của nữ thần Libertas, vị thần tự do của Hy Lạp, cầm một con đuốc và một cuốn sách luật được coi là biểu tượng cho nền độc lập của nước Mỹ. Bức tượng được tượng trưng cho sự tự do, nền dân chủ và việc xóa bỏ chế độ nô lệ. Vì thế, sợi xích dưới chân bức tượng đứt làm đôi, một trong những chi tiết mà không phải ai cũng để ý khi tham quan địa danh này. 3. Căn phòng bí mật đằng sau núi Rushmore. Trong quá trình xây dựng đài tưởng niệm nổi tiếng này thì kiến trúc sư người Mỹ gốc Đan Mạch Gaston Borglum muốn tạo ra một căn phòng bí mật đằng sau các vị tổng thống để lưu trữ tài liệu quốc gia. Thật tiếc là công việc này không thể hoàn thành khi Gaston còn sống. Ông chỉ kịp tạo ra lối vào và một khoảng rộng bên trong lòng ngọn núi mà chưa có một tài liệu nào được chuyển vào. Tới năm 998 thì hơn 50 năm sau khi ông qua đời, các tài liệu ghi chép quan trọng và hồi ký của các tổng thống khác nhau được đặt bên trong căn phòng mà ông ấp ủ, và ngày nay là phòng lưu trữ tài liệu lịch sử của nước Mỹ. Số 4. Hình dạng ban đầu của tượng nhân sư. Tượng nhân sư lớn ở Giza là bức tượng lâu đời nhất trên thế giới, nhưng liệu rằng bức tượng này có luôn mang dáng vẻ hiện nay trong suốt thời kỳ lịch sử của nó hay không? Sự thật là không, ban đầu thì tượng được phủ sơn bên ngoài, có mũi, bộ râu rất uy nghi. Các chuyên gia tin rằng tượng nhân sư ban đầu có cái đầu sư tử, còn khuôn mặt con người chỉ được tạc lại sau này. Điều đó lý giải cho sự chênh lệch tỷ lệ giữa phần đầu nhỏ và thân hình đồ sộ của tượng. Số 5. Tác giả của tháp nghiêng Pisa. Đây là tòa tháp ẩn chứa vô số bí mật khiến cho nhiều nhà sử học đau đầu. Một trong số đó chính là câu hỏi, người đã tạo nên tháp nghiêng Pisa là ai? Lý do là tòa tháp được xây dựng cách đây gần 200 năm và còn rất ít tài liệu lưu trữ về nguồn gốc của nó. Nhiều nhà sử học cho rằng kiến trúc sư Bernardo Pisano là người lập ra kế hoạch thi công tòa tháp nổi tiếng này, nhưng số khác lại cho rằng Dio di Salvi mới là tác giả, bởi nhà thờ được ông thiết kế và xây dựng ngay gần đó có phong cách giống hệt tháp nghiêng Pisa. 6. Tên gọi Big Ben và tháp đồng hồ nổi tiếng ở London. Trong số chúng ta, kể cả những người đã lớn tuổi có lẽ đều cho rằng Big Ben là tên của một tháp đồng hồ nổi tiếng tại thành phố London, đồng thời là biểu tượng của cả đất nước Anh. Tuy nhiên, trên thực tế thì Big Ben chỉ là tên quả chuông lớn nhất trong tòa tháp Elizabeth, nhằm vinh danh nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị mà thôi. Nhưng chưa ai biết chính xác tại sao quả chuông lại có tên là Big Ben. Một giả thuyết cho rằng nó được đặt tên theo người quản lý xưởng đúc chuông, nhưng có giả thuyết khác lại cho rằng nó được đặt tên theo Benjamin Tao, một nhà vô địch đấm bốc hạng nặng. 7. Màu sắc của cầu cổng vàng. Cầu cổng vàng Golden Gate Bridge là một trong những điểm chụp hình nổi tiếng trên thế giới. Phải mất một thời gian dài, công trình mới được Hải quân Mỹ cho phép xây dựng. Nhưng ban đầu, họ muốn cây cầu được sơn sọc đen và vàng để vẫn có thể thấy rõ khi có sương mù. Nhưng cuối cùng thì Irving Morrow, kiến trúc sư thiết kế cầu, đã thuyết phục Hải quân cho phép sơn màu cam đậm, không chỉ để đảm bảo cầu được nhìn thấy trong mọi điều kiện thời tiết mà còn giúp cho nó có vẻ ngoài hấp dẫn hơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!